FPTIS mở chìa khóa chuyển đổi số. Công ty hệ thống thông tin FPT, FPTIS, vừa khởi động dự án, triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP tại Tổng Công ty Cổ phần Bia, Rượu, Nước Giải Khát Hà Nội, Habeco, hôm 24 tháng 5. Theo đó, FPTIS sẽ triển khai hệ thống SAPS trên 4HANA cho Habeco trong 9 tháng bao gồm các phân hệ chính, kế toán tài chính, kế toán quản trị, quản lý mua hàng, quản lý kho báo cáo tài chính hợp nhất, tích hợp. Một số nghiệp vụ được triển khai theo đặc thù thực tế của Habeco như tính giá thành, quản lý bán hàng và đơn hàng nhà phân phối, quản lý các chai vỏ. Khi đi vào hoạt động, hệ thống sẽ giúp Habeco chuẩn hóa và tự động hóa quy trình quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát số liệu tất cả các khâu trên hệ thống một cách chính xác, giảm thiểu chi phí, tăng năng suất lao động. Habeco là một trong những doanh nghiệp sản xuất bia hàng đầu Việt Nam với 130 năm lịch sử. Thông qua việc triển khai ERP, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ từng bước áp dụng mô hình quản lý mới và hiện đại hóa công tác quản trị dựa trên công nghệ. Đây là bước chuẩn bị cơ bản nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch Habeco cho biết, dự án đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP được triển khai tại Habeco trong bối cảnh tổng công ty đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ ngoại với giàu tiềm lực. Từ đó, đòi hỏi phải có sự tái cơ cấu từ nội bộ tới các hoạt động của Habeco ra bên ngoài. Tổng công ty đang quyết tâm xây dựng và triển khai dự án ERP nhằm từng bước đưa doanh nghiệp hội nhập trong bối cảnh nền cách mạng công nghệ số, góp phần nâng cao sức mạnh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, ông Thanh nói. Lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá việc hợp tác đánh dấu bước chuyển biến mới trong công tác quản trị và vận hành của Habeco, giúp công ty có nền tảng và hệ thống quản trị vững chắc, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cuộc cách mạng số, triển khai thành công hệ thống ERP sẽ là chìa khóa quan trọng giúp công ty mở cánh cửa để chuyển đổi số. Phát biểu tại sự kiện Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT nhấn mạnh, Habeco là một trong số ít các công ty tại Việt Nam có tuổi đời trăm năm với nhiều giá trị trường tồn. Việc ban lãnh đạo Habeco quyết định đầu tư vào hệ thống ERP đã cho thấy nỗ lực đưa công ty vươn lên những tầm cao mới trong cuộc cách mạng số. Với 30 năm đồng hành, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho các lĩnh vực trọng điểm của quốc gia, FPT sẽ không chỉ triển khai tốt hệ thống ERP cho Habeco mà còn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Habeco trong tiến trình chuyển đổi số. Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT nhấn mạnh, theo đại diện FPT, khởi động cho quá trình chuyển đổi số bằng việc ứng dụng giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP là một lựa chọn phù hợp giúp các doanh nghiệp tiến nhanh trong quá trình số hóa dữ liệu, thông minh hóa các quy trình làm việc. Cụ thể hơn, ERP sẽ giúp kết nối những số liệu đa chiều như số liệu tài chính, số liệu kinh doanh, số liệu kỹ thuật, số liệu không gian, từ đó sẽ kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số. FPTIS đã có gần 25 năm kinh nghiệm triển khai ERP tại thị trường Việt Nam và khu vực. Công ty tư vấn về công nghệ và giải pháp giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc, nâng cao năng lực quản trị trong xu thế chuyển đổi số. Hiện nay, giải pháp quản trị doanh nghiệp SAP được triển khai cho nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, FBCG, tại Việt Nam như Viansoy, Trung Nguyên, Lavifood, Tân Hiệp Phát, Tâm Anh.